Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta tải được cái bộ sách cắt may trên trang website tissueshop.com. Hiện nay trên trang website tissueshop.com đã có đến tập số 32. Và trên trang này cứ mỗi 2 tuần mình sẽ cập nhật một tập sách mới. Để tải được sách thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào trang website tissueshop.com. Các bạn sẽ kéo lên trên mục đầu tiên, các bạn bấm vào cái chữ đăng nhập. Thì các bạn nếu chưa đăng nhập thì các bạn bấm vào đăng ký, có nghĩa là chưa có tài khoản trên trang website tissueshop.com thì các bạn bấm vào nút đăng ký. Sau đó là các bạn sẽ gõ cái tên tài khoản, các bạn mong muốn có tên gì thì các bạn sẽ gõ tên đó. Ví dụ như ở đây mình ghi là Nguyễn Văn A. Sau đó các bạn sẽ sử dụng email của các bạn để mà gõ điền vào đây. Và các bạn sẽ đăng nhập cái mật khẩu của mình. Và sau đó gõ lại mật khẩu thêm một lần nữa. Các bạn sẽ điền số điện thoại và địa chỉ, ngày tháng năm sinh của mình vào. Thì mình sẽ tạo được một cái tài khoản trên website tissueshop.com. Thì trên cái tài khoản này sau này các bạn chỉ cần là đăng ký và các bạn sẽ nhận được cái thông báo mới và nhận được sách mới 2 tuần một lần. Và sau khi hoàn tất đăng ký thì sẽ có cái thông báo là đăng ký tài khoản thành công. Các bạn sẽ vào lại cái mục đăng nhập ngay từ đầu. Sau đó là các bạn sẽ đăng nhập vào bằng cái email và password của mình khi mà mình sử dụng đăng nhập cái email này. Sau đó các bạn bấm vào chữ đăng nhập. Thì các bạn nhìn thấy ở trên này mình click vào cái mũi tên sổ ra thì có cái tài khoản của Nguyễn Văn A. Có nghĩa là nó sẽ là tài khoản của các bạn, đồng nghĩa với việc các bạn đã đăng nhập thành công. Sau đó các bạn bấm vào nút tải sách. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là mình đang update lên đây là tới tập số 32. Thì cứ 2 tuần một lần thì mình sẽ update một tập lên đây. Cho nên là các bạn nhớ là truy cập trang website để chúng ta có được những cái bộ sách của mình. Bạn có thể xem online hoặc các bạn in ra, hoặc là download về điện thoại hoặc máy tính bảng hoặc là máy tính bàn đều được ạ. Nếu như các bạn thích chia sẻ cái này cho những người bạn của mình để biết bạn của bạn có thể học may tốt như bạn, thì các bạn click vào và chia sẻ cái tài khoản về Facebook cá nhân và để ở chế độ công khai. Còn nếu bạn không thích thì các bạn có thể bỏ qua bước này. Sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy cái dòng chữ là click vào đây để tải sách, thì các bạn chỉ cần click vào là chúng ta đã tải được cái bộ sách. Và các bạn nhìn ở góc màn hình bên tay trái thì các bạn thấy là download thành công. Và các bạn mở ra. Thì ở đây nếu các bạn muốn in thì các bạn bấm vào máy in để các bạn in ra.